Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Podcast Joint and Partners Operation Excellence. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những bài học, những kinh nghiệm đến từ những vị chuyên gia từ những lĩnh vực khác nhau, từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn tại Việt Nam. Thông qua việc chia sẻ này, chúng tôi mong muốn mang đến những bài học bổ ích cũng như những góc nhìn mới giúp chúng ta phát huy tốt nhất trong công việc của mình. Đừng quên bấm nút following và comment bên dưới những thông tin quý vị mong muốn và những chủ đề quý vị muốn lắng nghe nhé. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình podcast ngày hôm nay. Và cũng rất vui khi hôm nay Diễm được mời anh Ngô Công Trường, hiện tại đang là giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục Joint & Partners. Dạ em xin chào anh Trường. Rồi, xin chào Diễm ạ. Dạ em chào anh. Dạ anh ơi, thì hiện tại đang là cái việc giãn cách xã hội á, mọi người cũng đang đã bắt đầu là quay trở lại công việc rồi anh, là back to work rồi, thì doanh nghiệp cũng đang phân vân là bởi vì qua một cái đợt vừa rồi cũng đang rất là khó khăn á, thì không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo. Thì trong cái dịp chương trình hôm nay á, thì em cũng nhờ anh Trường có một vài cái gợi ý hoặc là có thể cái lời khuyên này cho doanh nghiệp trong thời điểm lúc này không anh hả? Rồi, đầu tiên là rất là cảm ơn Diễm đã tổ chức chương trình này nha. Nó rất là phù hợp vào cái ngày đầu tiên mà bà con đang rất là sôi động trong việc là quay trở lại sau thời gian rất dài về giãn cách. Thực ra là cái câu hỏi này là câu anh rất thích, tại vì anh luôn nhìn vào cái điều tích cực của cái tất cả các công việc á. Dạ. Thì ở đây thì rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thì với câu hỏi của Diễm thì anh chia sẻ đơn giản thôi. Tức là chúng ta làm sao suy nghĩ là trong nguy có cơ. Thì trong cái nguy hiểm vừa rồi á, cái đợt vừa rồi, rất nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy làm sao có cái cơ hội sau cái đợt đại dịch này. Và cái cơ hội ở đây chúng ta sẽ thấy là nó công bằng với tất cả mọi người, và nguy cơ nó cũng công bằng với tất cả mọi người, để bị ảnh hưởng giống nhau. Thì ở đây cái cơ hội và cái bí mật của sự may mắn nó sẽ tới dành cho những người có sự chuẩn bị. Thành ra lời khuyên của anh là thời điểm này bây giờ nó quay trở lại, thì mình làm sao mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải tập gym cho doanh nghiệp của mình nó mạnh lên, và mình phải tái thiết lập doanh nghiệp lại sau cái đợt dịch này. Thì đợt này anh hy vọng là sẽ nhìn thấy được rất nhiều cái mô hình kinh doanh mới, nhiều sự chuyển biến mới mà ngay cái đợt Covid này đã ép mình phải làm. Thì mình sẵn cái dịp này mình làm luôn cái tái thiết lập lại luôn sau dịch. Dạ, thì cái lời khuyên của anh là mọi người đang cần nên làm về việc tái thiết lập lại doanh nghiệp. Em cũng đang thắc mắc là nếu mà vậy thì mình làm trong thời điểm hiện tại như vậy thì doanh nghiệp sẽ có những cái lợi ích gì mà quan trọng không anh? Thì anh có thể nói cho em một vài ý để cho các doanh nghiệp mình đều biết được không anh ạ? À? Ra là cái đợt này lợi ích nhất là về cái tính thời điểm này. Tức là sau thời gian mà anh hay nói vui là mọi người ngủ đông hay là mọi người sit down luôn, mọi người làm yếu đi, thì bây giờ cái điểm mà mọi người quay trở lại á, thì đây là thời điểm tuyệt vời để mình làm. Nếu mà mình làm trễ hơn á, thì mình sẽ bị chậm hơn so với các đối thủ của mình, hay là thậm chí là mình chậm hơn so với con virus nó giết cái doanh nghiệp mình chết luôn. Thành ra cái lợi thế lớn nhất trong thời điểm này anh thấy đó chính là cái thời điểm. Còn hiển nhiên cái việc mà tái thiết lập lần này á, là mình thấy là mọi thứ nó gần như là được reset, gần như là được đưa nó về con số zero á. Thành ra là mình làm được đợt này thì mình thấy là có thể là rất nhiều lần trước đây mình nghĩ tới việc là mình cần phải tái thiết lập doanh nghiệp, hay một số doanh nghiệp mà người ta dùng từ là tái cấu trúc hay là tối ưu hóa, thì trước giờ mình chưa làm được. Thì dịp này là cái dịp mà thời điểm mà cái việc quan trọng nó lên tới khẩn cấp, thì bắt đầu mình ra quyết định mình làm luôn. Dạ rồi, em cũng hiểu rồi. Mà nếu mà vậy thì anh, việc này tái thiết doanh nghiệp á, thì mình chỉ dành cho những cái doanh nghiệp mà lúc trước đang ngủ đông, hay là toàn bộ doanh nghiệp tất cả đều mình cần đều sẽ làm cái việc này trong lúc này á anh? Cái câu này rất là hay. Thực ra là chương trình tái thiết doanh nghiệp á, là nó đang áp dụng cho toàn thể tất cả loại hình doanh nghiệp. Tức là trước giờ doanh nghiệp ngủ đông hay không ngủ đông mình cần phải làm. Và cái đợt Covid vừa rồi nó chỉ tạo ra hai cái bối cảnh cho doanh nghiệp, là bối cảnh xấu và rất xấu thôi. Còn rất hiếm mấy doanh nghiệp mà được thuận lợi trong đợt Covid vừa rồi. Thành ra những doanh nghiệp nào mà lớn hay là đang thuận lợi ấy, cũng là cái dịp mình chuyển mình luôn để mình thuận lợi hơn. Anh em chia sẻ là đã có rất nhiều mô hình ấy, là họ đang vận hành bình thường hoặc là có thuận lợi tí xíu trong đợt Covid ấy. Thì khi họ tái thiết doanh nghiệp, họ thiết lập lại mô hình kinh doanh, chiến lược, xây dựng các cách thức mình vận hành lại thông minh hơn, thì qua dịch họ còn chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa. Thì những người đó là thực sự là những người mà chiến thắng còn lại trên thị trường. Có câu là the winner take on ấy, là người còn lại cuối cùng trên thị trường là người chiến thắng ấy. Dạ hay quá à. Anh ơi, nếu vậy á, thì cái cụm từ mà tái thiết doanh nghiệp á, thì nó cũng khá là mới á, em cũng rất là ít nghe á. Thì vậy thì mình làm tái thiết doanh nghiệp là mình sẽ làm gì vậy anh hả? Thực ra từ tái thiết doanh nghiệp thì nó cũng không mới đâu. Tức là trước đây mọi người hay dùng từ là tái cấu trúc hay là tối ưu hóa. Còn bây giờ anh dùng cái khái niệm là tái thiết lập. Tái thiết lập ở đây nó bao gồm cả về setup là thiết lập, cả về duy trì. Và mình tái thiết ở đây là mình coi như là nhân dịp Covid này mình làm mới nó đi, mình refresh, mình thay đổi cái tư duy, mình rethinking nó lại. Thì thực ra ở đây mình làm thì mình sẽ coi thế là
hiện nay tổng quan thị trường nó như thế nào, nó có điểm mạnh điểm yếu là sao, thứ hai là mình coi thử hiện nay á, nó có những cái rủi ro nào bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, rồi sau đó mình xây dựng một cái kế hoạch sau này lỡ như sang năm nó có tiếp một cái Covid nữa thì sao, thì mình sẽ xây dựng cái PCP để mình phòng tránh những cái tình huống rủi ro này. Rồi sau đó mình sẽ đi tái thiết từ phần thượng tầng tới hạ tầng. Thượng tầng thì mình rà soát lại coi thử là tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi, COC, văn hóa doanh nghiệp của mình ổn không, rồi về chiến lược doanh nghiệp có ổn không. Rồi hạ tầng thì mình sẽ coi tới là về hệ thống quy trình, con người, nhân sự, tài chính, kinh doanh, bán hàng tiếp thị của mình có ổn không. Thì mình rà soát hết là một lần, nó gần như là một cái đợt rà soát khám sức khỏe doanh nghiệp tổng thể vậy đó. Còn nếu doanh nghiệp nào mà muốn mà chuyển mình mạnh mẽ hơn thì phải coi lại luôn cái mô hình kinh doanh, để coi thử là tới mình có những mô hình kinh doanh mới không, hay là mình cần phải rà soát mô hình kinh doanh hiện tại. Thì đó là tổng thể cái từ tái thiết lập. Thì khi mà anh đọc mấy cái phần chi tiết như vậy thì Diễm thấy là quen thuộc đúng không? Không thấy lạ. Dạ, về cái phần mà tái cấu trúc á, thì em cũng đã nghe rồi, nhưng mà bởi vì giờ cái định nghĩa của mình cũng khá mới. Bây giờ mình đang dùng những cái công cụ gì á để làm về cái tái thiết doanh nghiệp này vậy? Cái công cụ đúng không em? Dạ đúng rồi ạ, cái công cụ để làm anh. Thì công cụ thì như anh nói đó, thì thứ nhất là mình đầu tiên là nếu mà chủ doanh nghiệp đã được trang bị kiến thức nền tảng rồi thì tốt, còn nếu mà kiến thức nền tảng mà các chủ doanh nghiệp mà chưa được trang bị á, thì mình nên được trang bị cái kiến thức. Thứ hai là sau khi mình trang bị kiến thức, mình có được thay đổi tư duy rồi, thì cái công cụ ở đây chính là các bước mình làm. Như anh nói á, là lộ trình từ trên xuống dưới, mình phải xem xét hết những cái mà nội dung hồi nãy anh nói trong phần tái thiết lập á, thì mình lấy cái nội dung đó mình làm. Thì cái bộ công cụ ở đây mình có thể dùng nhiều thứ lắm, ví dụ như mình dùng Hoshin-Kanri từ chiến lược từ trên xuống dưới, mình dùng cái mô hình kinh doanh business model canvas, hoặc là mình xây dựng những cái phần hệ thống quy trình, rà soát tất cả những hệ thống về KPI, đánh giá lương thực phúc lợi. Thì từng cái yếu tố mà đọc ở trong đó nó có những cái bộ công cụ liên quan để doanh nghiệp có thể đem cái đó ra sử dụng. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây á, là doanh nghiệp hay là chủ doanh nghiệp có nắm được cái nội dung đó để làm hay không, đó là cái quan trọng. Dạ thì trong cái dịp này hình như là em cũng mới có biết là bên cho nhà partner cũng mới có một cái sản phẩm mới là tái thiết doanh nghiệp ạ. Thì cái sản phẩm này cái là em thấy rất là phù hợp trong cái thời điểm hiện tại cho các doanh nghiệp á. Cái là em và cũng sẽ mời chồng em, một số bạn bè nữa thì hiện tại cũng đang là chủ doanh nghiệp đó anh, thì em thấy là đang rất là cần thiết trong cái giai đoạn này. Thì là sắp tới em cũng sẽ đăng ký để đi học cái chương trình này của cho nhà partner. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Thực ra là cái chương trình này là chương trình mà bên đội ngũ hội đồng chuyên gia của Jordan Partners cũng là ấp ủ, tại vì thấy là cộng đồng doanh nghiệp cần phải quay trở lại mạnh mẽ hơn, cần phải vượt qua được cái sinh tồn để mà tồn tại, cũng như có thể mình tận dụng cơ hội này để mình tái thiết, mình có những cái đợt mới, biết biết đâu được là mình có tàu bao mới ở Việt Nam sao, đúng không? Mình có những mô hình kinh doanh mới mình hiệu quả hơn. Đó là lý do vì sao mà anh rất là tâm huyết khi mà giới thiệu chương trình này ra với cộng đồng, thì hy vọng sẽ giúp được cộng đồng doanh nghiệp. À, hy vọng là sẽ gặp lại được Diễm, bạn Diễm hay là ông xã Diễm trong chương trình sắp tới ha. Dạ em cảm ơn anh Trường, bởi vì cái sản phẩm tái thiết lập doanh nghiệp này em thấy cũng rất là cần thiết anh. Và sau khi mà nghe anh giải thích rồi thì em cũng hiểu được là vì sao mà hiện tại mình cần phải làm cái việc tái thiết doanh nghiệp này. Thì hy vọng là những cái thông tin chia sẻ rất là bổ ích của anh Trường sẽ giúp được cho các chủ doanh nghiệp, các bạn quản lý có thể hỗ trợ được cho doanh nghiệp của mình trong cái thời điểm hiện tại ạ. Em rất là cảm ơn anh Trường nha anh Trường. Rồi ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, và chúc Diễm và quý vị khán giả có thể là quay trở lại sau dịch mạnh mẽ hơn và tái thiết lập doanh nghiệp của mình thành công nha. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh Trường và chúc anh Trường khỏe ạ. Rồi ok, cảm ơn em nha. Xin chào em nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia. Và hy vọng những chia sẻ ngắn này chúng ta có những góc nhìn mới cũng như những công cụ có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc của mình. Và đừng quên nhấn nút follow ở bên dưới và comment đóng góp cho chương trình để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn và ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn.